Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2, trưa thứ hai, ngày 3 tháng 6 năm 2024, từ căn nhà của ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Trí, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Câu chuyện mà cựu Tổng thống Donald Trump đã bị tòa sơ thẩm, 12 bồi thẩm viên kết án ông 34 tội đại hình, là một câu chuyện mà không những ở nước Mỹ bàn tán xôn xao mà cả thế giới bàn tán xôn xao. Vậy thì ông có tranh cử được không? Ông có bị kết án như vậy là kết án rồi chấm dứt hay không? Nếu mà ông kháng án thì sao? Và như vậy thì ông có tranh cử được không? Ông thắng cử thì sao? Thưa quý khán thính giả, những bình luận gia về vấn đề chính trị và vấn đề pháp luật của nước Mỹ ở trên cả hai chương trình, bên phía của cánh tả và cánh hữu, nhất là cánh hữu là Fox, thì họ cho rằng là chắc chắn cựu Tổng thống Donald Trump sẽ kháng án lên trên tòa phúc thẩm. Và nếu mà tòa phúc thẩm mà y án thì kháng án lên trên tối cao pháp viện, thì cuối cùng cựu Tổng thống Donald Trump cũng sẽ thắng, và bản án ở dưới tòa sơ thẩm sẽ phải bị hủy bỏ hoặc là tuyên bố có một cuộc gọi là một phiên tòa đã bị hỏng, họ gọi là mistrial. Tại sao lại có cái chuyện này? Là tại vì các chuyên gia về pháp lý họ nói chánh thẩm phán Hoàng Mịch Sinh đã điều hành phiên tòa một cách rất là thiên vị, lỗi rất là nhiều trong vấn đề luật pháp, nhất là về vấn đề tư cách của một thẩm phán. Tư cách của một thẩm phán mà để cho một cái cáo trạng không rõ ràng mà vẫn cứ tiến hành, thí dụ như là vấn đề âm mưu như thế nào, tội âm mưu thứ hai là tội gì, không có rõ ràng. Một cáo trạng không rõ ràng như vậy đó, thì một cáo trạng như thế đó nó không có đứng vững được trước pháp luật ở những nơi cao như là tối cao pháp viện. Đó là điều thứ nhất họ phân tích, là vì bên phía của công tố viện, ông Alvin Bragg đưa ra những tội danh của cựu Tổng thống Donald Trump, chi tiền bịt miệng, nói rằng là âm mưu để gọi là thay đổi cái kết quả bầu cử. Nó không có rõ ràng kết quả bầu cử thay đổi như thế nào, phải có những cái chi tiết về vấn đề gọi là luật âm mưu cái gì, tội âm mưu là cái tội chỗ nào, nó phải có elements, tức là có các cái điều kiện để thành tội, thì không có rõ ràng là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó, qua những lời mà thẩm phán Hoàng Mịch Sinh ở trong tòa đó nói cho các bồi thẩm viên, thì họ cho rằng những lời đó mang tính cách rất là thiên vị, ngã về phía đảng Dân Chủ, như là một phiên tòa chính trị chứ không phải là một phiên tòa của công lý. Thì họ không có nghĩ rằng ông Hoàng Mịch Sinh có thể mà cứu vãn nổi ở tại tối cao pháp viện. Và điều thứ ba, chúng ta đã thấy rồi, khi mà luật sư của bên Mỹ, luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump, ông Todd Blanch, gọi ông luật sư Costello đó lên làm chứng ở tại tòa đó, ở trên bục đó, thì ông Costello đã có những cái ánh mắt như vậy coi thường ông Hoàng Mịch Sinh, thì ông đã nổi đóa lên, ông nổi nóng lên và ông đuổi luôn các người ký giả ra khỏi phòng, ông đuổi. Rồi ông còn hăm he là trừng phạt nhân chứng Costello là khinh miệt tòa án vân vân. Rồi ông kêu các bồi thẩm viên vào trong, ông có những cái lời người ta cho rằng là xúc phạm với tu chính án thứ nhất của Mỹ là tự do ngôn luận. Cách hành xử của ông không xứng đáng là thẩm phán ở tại tòa. Không xứng đáng ở tại tòa. Nên ít nhất là ba điều đó là đã thấy rằng là về phương diện thủ tục thôi là không có đứng vững được. Nếu mà tòa xét về ba cái thủ tục này thì có thể gửi lại, xét xử lại. Mà nếu mà gửi về xét xử lại thì có là, tức là a new trial, là một phiên tòa mới. Thì đương nhiên ông Hoàng Mịch Sinh là phải rút lui khỏi, không có được ngồi trên cái ghế thẩm phán nữa.
Vậy thì cái phiên tòa mà vừa rồi xử nó sẽ là void, nó bị hủy bỏ. Nó hủy bỏ thì có một cái phiên tòa mới. Phiên tòa mới là khi nào? Thí dụ vậy, không còn đơn giản nữa. Các luật sư, các giảng sư luật họ phân tách cho thấy rằng phiên tòa vừa rồi có quá nhiều lỗ hổng về vấn đề thủ tục nhé. Về vấn đề thủ tục á, thì chánh thẩm phán Hoàng Mason đã không có điều hành một cách nghiêm chỉnh theo đúng những gì mà đã quy định, thì phải hủy phiên tòa, phải làm một lại một cáo trạng rõ ràng, và thủ tục là phải nghiêm minh. Như vậy á, ngay chính cả những người chống đối cựu tổng thống Donald Trump như bên phía Newsweek á, họ nói rằng là chuyện này á, mà kháng án lên rồi đó, thì cái vụ án này á, khó mà đứng vững cho cái quyết định phán quyết của các bồi thẩm viên. Không có được đâu. Dầu Newsweek không có thích cựu tổng thống Donald Trump, Newsweek rất là mở ngoặc đóng ngoặc là chữ ghét cựu tổng thống Trump, nhưng họ cũng phải công nhận đó là phiên tòa này bị ô nhiễm. Phiên tòa này chánh thẩm phán Hoàng Mason đã điều hành một cách rất tồi tệ. Cáo trạng không được rõ ràng, chưa nói đến nội dung. Nội dung thì cả cô đào Stormy Daniels đã trình bày thấy có những cái gì rất là nghi ngờ. Đến độ chính cả công tố viên cũng đã nói đó là một cái gì đó là cringy, rất là đau lòng, đau ruột. Rồi những lời trình bày của cựu luật sư Michael Cohen nó không có được thuyết phục lắm. Nhưng mà tại sao bồi thẩm đoàn lại đưa đến một kết luận như vậy, thì bên phía của các nhà phân tích về luật cho rằng phiên tòa này có vấn đề lớn. Thẩm phán Hoàng Mason điều hành không có đúng. Về vấn đề pháp lý phải chỉ ra cho các bồi thẩm viên thấy, thì ông đã không làm tròn nhiệm vụ. Vậy thì nếu mà kháng án lên, tòa phúc thẩm cứ thường là sẽ bác cái phán quyết này của các bồi thẩm viên. Nếu mà tòa phúc thẩm ở New York là những vị thẩm phán rất là nghiêng về đảng Dân Chủ mà không bác, thì kháng án lên trên tối cao pháp viện của New York, nguyên đó không cũng đã làm bể mặt đảng Dân Chủ, vì tối cao pháp viện của New York người ta tin rằng cũng sẽ phải có sự công minh, không dại gì mang cả cái tiểu bang mình ra làm trò đùa, trò cười cho cả nước Mỹ và cho thế giới. Còn nếu không được nữa đó, thì kháng án lên tối cao pháp viện. Nó có nhiều điều còn sơ sót lắm, phải được rõ ràng trong vụ này. Tôi xin gửi đến quý khán giả những thông tin, những bình luận của những nhà chuyên gia về vấn đề này. Tôi là một luật sư hành nghề về hình sự ở Mỹ, thì tôi thấy rằng là những nhận định như thế là chính xác. Tôi hoan nghênh cái góc nhìn này. Góc nhìn này tôi nghĩ là chính xác hơn. Vậy thì chúng ta sẽ đợi sự kháng án của cựu tổng thống Donald Trump. Và với như vậy đó, thì các nhà bình luận họ nói đó là cựu tổng thống Donald Trump chưa có bị kết án thực sự. Vì đây là một thủ tục bị ô nhiễm, thì cái vụ kết án này là ô nhiễm, thì cựu tổng thống Donald Trump vẫn được tranh cử như thường, vẫn có quyền bỏ phiếu, vẫn có quyền hành xử như là một ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng Hòa. Đó là thông tin và góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.